Thân mến, chào mừng các bạn nhỏ, chúng ta tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh miễn phí của Mr. Long Linh. Chúng ta sẽ tiếp tục với các cái video của cái unit 3 này. Bây giờ chúng ta sang cái phần bài tập của Let's Start các bạn ha. Bây giờ trong cái phần bài tập của phần Let's Start này, chúng ta sẽ bắt đầu làm bài tập phần A. Bài tập phần A này chúng ta sẽ làm gì nào? À, là bài tập A người ta đề nghị mình là đọc và viết. Read and write. Read and write là đọc và viết. Và người ta cho chúng ta các cái chữ trước này. Chữ này là hello, xin chào. This, play, friend. Đây là những chữ rất là quen thuộc trong cái phần học của chúng ta đây. Đó, trong phần bài đọc này, trong phần bài nghe này, chúng ta nghe thấy rất quen thuộc. Bây giờ việc của chúng ta là ghép nó vào thành câu cho đúng. Ví dụ thế này. This is my friend. Đó. This is my friend Sarah. Đây là bạn của tôi, tên là Sarah. Đó, các bạn thấy chưa? Giống với câu này này các bạn nhỏ đây. This is my friend Sarah. Đó, các bạn nhỏ thấy chưa? Đây là bạn của tôi, tên là Sarah. Và thế thì chúng ta đưa chữ friend này qua đây, đúng các bạn? Friend. Đó. Friend là chữ này nè các bạn nhỏ ơi. Đấy, cái chữ này. This is my friend Sarah. Đây là bạn của tôi, tên là Sarah. Hi hay là gì các bạn? Hello. Hello Sarah. Hello Sarah. Đây, các bạn nhỏ nhìn đây. Hello Sarah. Sau khi giới thiệu xong rồi đúng không? Bạn Scott sẽ nói là hello Sarah. Vậy thì chỗ này chúng ta nói là hello. Hello. Hello Sarah, xin chào Sarah. Đây, hello này các bạn nhỏ ơi, hello, hello, ok. Rồi, sau khi chào Sarah rồi thì bạn Sarah sẽ chào lại bạn Scott đúng không nào? À không, sau khi chào rồi thì người ta không cần nói được, người ta cần nói hi, let's gì các bạn nhỏ? À, let's play đúng không? Còn mỗi chữ này chưa dùng nè, chữ này dùng rồi nè, chữ this này dùng rồi nè, chữ friend dùng rồi nè, chữ hello dùng rồi nè. Vậy thì chỉ còn mỗi chữ play này là chưa dùng đúng không? Vậy thì chữ play này chúng ta đưa xuống dưới này. Hi, let's play. Đó. Hi, let's play là gì? Xin chào, nào chúng ta hãy chơi đi. À, bây giờ chúng ta hãy chơi đi, cùng nhau chơi đó các bạn nhỏ. Rồi, như vậy là tất cả bốn chữ này của bài tập A này chúng ta cũng đã chọn vô từng câu này hết rồi đúng không các bạn nhỏ? Và chúng ta đã hiểu rồi đúng không nào? Rồi, cảm ơn các bạn nhỏ và hẹn các bạn nhỏ các video tiếp theo nha. Hẹn các bạn nhỏ video tiếp theo.